liệu thì cơ sở dữ liệu nó cứ là cái phần mềm nào giúp chúng ta tổ chức và quản lý các cái thông tin theo dạng là key và value của những cái của danh sách thực thể. Mỗi cái này chúng ta coi là một thực thể, được danh sách thực thể trong cái bài toán chúng ta cần quản lý, đấy gọi là cơ sở dữ liệu. Thì các cái phần mềm chúng ta đều có thể biến đổi trở thành cơ sở dữ liệu được, như Excel này, PTK này, Excel này, hay là các cái phần mềm ghi chú khác thì đều giúp chúng ta có thể coi đấy là cơ sở dữ liệu được. Được chưa? Nhưng mà có một vấn đề như sau. Đó là ví dụ như cái Excel của chúng ta này, đơn cử như Excel này, chúng ta dùng, nếu mà trong trường hợp chúng ta dùng các cái ngôn ngữ backend, ví dụ như kiểu dạng như là PHP này, Java này, C# này, Python này, nói chung là các cái ngôn ngữ backend để chúng ta lấy thông tin của nó ra ngoài, và chỉnh sửa thông tin ở trong này, kể cả trên từng tweet luôn. Thì về thực tế là được, làm được nhé, hoàn toàn là tôi từng làm những cái phần mềm để xuất ra file Excel hay là lưu trữ Excel có. Tuy nhiên, làm rất là mệt, và nó mất thời gian rất nhiều so với những việc khác. Hoặc chúng ta quay trở lại, ok, loại bỏ Excel làm nó mất thời gian, chúng ta bỏ. Quay trở lại với cái file tính lên. Thì liệu có sử dụng TT để làm cái cơ sở dữ liệu của trong phần mềm hay không? Nên nghe cho tôi bảo không phải là không được, được chưa? Chúng ta có nên hay không? Thì câu trả lời là không nên. Bởi vì dữ liệu của chúng ta, dữ liệu các bạn thấy là lưu trữ dạng gì đấy? Đây, một là số này, hai là boolean này, ba là chữ viết text này, đúng không? Còn rất là nhiều kiểu dữ liệu khác, đúng không? Thế vậy thì có ai đảm bảo là cái trong một cái dữ liệu nào đấy của tôi không có một cái là một cái đoạn chuỗi nào đấy bắt đầu bằng cái sự đứng không, hay là kết thúc bằng một cái sự đứng này không? Có chứ. Nhớ đâu người ta lỡ tay, trường hợp là lỡ tay thì người ta thêm vào, thì như vậy là nếu chẳng may kết thúc bằng cái này, tôi sẽ không thể dùng cái ký tự sự đứng này để tôi có thể làm sao phân chia các cái cột trong cái dữ liệu của tôi, nó sẽ gây ra lỗi chương trình luôn. Như vậy chết, cứ một trường hợp xảy ra fail là fail rồi. Bây giờ 1.000 trường hợp làm tốt nhưng mà một trường hợp làm fail của phần mềm này của website thì đấy coi như là được chưa? Thì thế cho nên là người ta cũng không sử dụng cái file PT để làm sử dụng, không nên, không phải là không thể, bây giờ nhắc lại một lần nữa. Như vậy chúng ta nên dùng cái gì để làm cái sử dụng liệu? Thì chúng ta thì do cái nhu cầu quản lý cơ sở dữ liệu rất là lớn, thì có biết cơ sở dữ liệu phải làm gì không? Hỏi bạn. Thì biết cơ sở, biết cái dữ liệu và cái phần mềm để làm cơ sở dữ liệu được rồi đúng không? Thế vậy thì cái cơ sở dữ liệu mình để làm cái gì? Có biết không? Các bạn học HTML CSS chưa? Rồi đúng không? Các bạn như có học HTML CSS không? Qua một qua qua đã có rồi. Thế vậy thì nếu chúng ta chỉ có HTML CSS thôi thì chúng ta có thể làm được website. Có các bạn, nếu mà chỉ có giao diện không, các bạn cần các label, các cái text view thì bạn có thể làm được phần mềm không? Làm được không? Có chứ, được. Rõ ràng là làm được, đúng không? Nhưng mà vấn đề của nó là gì? Nếu chỉ có những cái thứ đấy thôi thì chúng ta sẽ chỉ là người bất tỉnh và áp tĩnh thôi, chỉ làm được những cái thứ đấy mà có thêm cái chữ tĩnh này. Vì sao là tĩnh? Là ngày qua ngày nó đều như thế, mỗi lần các bạn mở các bạn xài ra nó đều như vậy, nó không có gì thay đổi. Muốn thay đổi cái gì phải mở web ra, mở sửa code nó ra, thay đổi cái gì mà nó hay thay đổi nội dung, đúng không? App cũng thế, đúng chưa? Như vậy thì có ý nghĩa quá gì, đúng không? Chẳng có ý nghĩa gì cho doanh nghiệp là chúng ta cần phải quan, ví dụ quản lý cái thông tin của những cái quạt này hay là bán cái quạt, thì cái quạt hôm nay nó chạy, mai nó hỏng thì sao? Mở code nó xóa. Thế vậy thì một ngày thì một cái quạt nó hỏng, có một ngày là trời rồi đấy, cả tòa nhà nó cháy điện, toàn bộ quạt nó hỏng, vậy sửa được bao giờ, đúng không? Chưa tính là ngày nào cũng phải làm web xuống để sửa một cái thông tin thôi, sau đó lại up nó lên, người khác phải chờ 15 phút, 20 phút vào tiếp.
đúng không? Đúng không? Hay là trong cái bài toán điểm rẽ sinh viên trung tâm này rơi vào tầm khoảng 2-3 chục cái lớp, đúng không? 2-3 chục lớp điểm danh thôi, chả nhẽ thầy nào phải vào sửa cốt để sửa cái à lớp này ngày bao nhiêu có và ngày đi học, không làm thế được. Người ta phải có giao diện tương tác và thay đổi trực tiếp ngay lập tức để người khác có thể có được cái. Thì đấy nó là cái sự khác nhau của website vân vân. Do đó cái website của chúng ta HTML này hay là với các cái component giao diện ở trong cái web cái app ấy, thì tất cả những cái thằng này sẽ được sinh ra thông qua cái code backend của một code logic của chúng ta là code PHP, code Android là bạn, đúng không? Nhưng mà nó được sinh ra, tuy nhiên nó sinh ra với điều kiện là dựa vào những cái thông tin của cơ sở dữ liệu. Khi người ta truy cập vào một website nào đấy, chúng ta nhận được cái tín hiệu là có thằng truy cập vào, thì chúng ta phải chọc vào trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ sẽ các bạn đọc báo là thì cái code backend này nó sẽ chọc vào trong cơ sở dữ liệu này, nó lấy ra những cái bài viết mới nhất, sau đó nó mới sinh ra cái code HTML để chỉnh duyệt có thể đọc được. Và như vậy thì là ngày này qua ngày khác là mỗi một lần người ta vào thì nó lại chọc vào đây. Có cái gì thay đổi trong này thì nó sẽ là xử lý bản đồ của bài này, chúng ta nhìn thấy, đúng không? Đấy là phía client. Nhưng mà ở phía quản trị thì sao? Nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn viết một bài viết mới thì chúng ta sẽ có cái giao diện riêng của mình, có những cái giao diện riêng để có thể là viết bài viết mới, sau đó là làm sao lưu xuống, có cái nút để lưu thì nó sẽ lại lưu vào trong này, nó lưu vào trong này. Đây là một phía khác, các bên phía quản trị. Đến phía quản trị khi mà họ có một cái giao diện thay đổi dữ liệu thêm mới hoặc sửa xóa thì tất cả những cái sự thay đổi họ lưu vào trong này. Sau đó một những cái thằng phía client và phía khách họ muốn vào website thì họ sẽ chỉ lấy những thằng mới nhất, đúng không? Thì nó sẽ lại chọc vào trong này, mỗi lần thằng này thay đổi thằng này sẽ nhìn thấy. Thì giờ đấy nó là cái vai trò cơ sở dữ liệu ở trong một cái hệ thống, kể cả mobile ở trong web đều như này. Được chưa? Tôi liên cái vấn đề vai trò đâu không giờ đấy, nó là cái gần như là cái bộ não trung tâm của tất cả mọi việc, không có nó không có web đâu, xong chưa? Thì đấy, thì cái quay lại cái vấn đề đó là dùng cái gì để làm cơ sở dữ liệu này, phần mềm gì cho nó tiện. Thì chúng ta hiện tại có rất là nhiều phần mềm có thể làm cơ sở dữ liệu ngon. Ví dụ có nghe SQL Server được không? Ở trường các bạn thì từ học cái này, hai thằng kia chắc năm nhất chưa nghe mà được sờ bao giờ chưa, hai bạn này chưa đúng không? Bạn này chắc chắn là rồi đúng không? Bạn kia chưa, có chưa, đâu rồi chưa, có cảm nhận gì về thằng này? Thì cái gì biết rồi thì chẳng dễ đẩy nào. Bạn có cảm nhận gì về thằng này không? Với tôi cái cảm quan của tôi về thằng này, các bạn biết ký ức của tôi về cái thằng này là thế nào? Ngày đấy bọn tôi học cơ sở dữ liệu và học cùng với lại CSAT, học cùng hai thằng này cùng với nhau, cùng một kỳ học sát với nhau, học cùng với nhau luôn. Thằng này tốt thì cũng lấy dữ liệu từ đây. Thì ngày đấy bọn tôi cũng phải truyền kỳ như này, là nếu mà cài ấy, thì phải cài thằng này trước, cài thằng này sau. Thằng nào mà cài thằng này trước, cài thằng này sau, auto cài được win. À, thật. Bây giờ thì nó sửa rồi, nhưng mà những cái năm 2010, 2011, 2012 của tôi học cái này là thằng nào mà ngu mà cài cái này trước, cài cái này sau thì y rằng là cài win, sau đó mới cài được. À, và ngày đấy có nghĩa là mà cài cái này ngày đấy cũng khó, cái giao diện rất là ngu, cái việc cài đặt đấy nó phải setup rất là nhiều thứ rồi mình đã rốt tiếng Anh chớ bắt đầu chẳng đọc biết gì. Xong rồi bắt đầu cứ cắm đầu cắm cổ thuê vào cái cũng về cái ở trường của tôi nó không có cái trò là thầy hướng dẫn là cái này qua bao nhiêu mình tự tìm cái đấy. Thế là về thì không cài mà cài là mình cứ biết bao rồi hơn thầy các bạn luôn cứ ghét thằng này lắm bởi vì nó phải cài cũng cài mình rất là nhiều rồi đấy.
Thì SQL Server là một trong những cái phần mềm giúp chúng ta quản lý cái cơ sở dữ liệu dễ dàng. Tiếp theo, có nghe cái thằng này bao giờ không? Oracle. Nghe lời chưa? Có mỗi thằng kia biết không? Nghe lời chưa? Có biết không? Dùng cái quái rồi. Ai ra thì các bạn mà học? Đúng rồi. Thằng này cũng cho doanh nghiệp dùng. MySQL. Nghe rồi chưa? Nghe trên group lớp. Đúng không? Postgres. Postgres VL. Nghe rồi chưa? MariaDB. MongoDB. Dynamo. Có thật mà, có thật mà, không nói đùa đâu, SQL Online có mà, Graph ấy, Graph VL có nhá, được chưa? Đây, những cái phần mềm giúp chúng ta quản lý cơ sở dữ liệu, được chưa? Thế vậy thì tại sao chúng nó lại phải làm nhiều thứ như thế này, đúng không? Được chưa? Ví dụ thằng của đầu này là của Microsoft này, thằng ba thằng này và cả thằng này mà nếu tôi nhớ không nhầm là có đặc cổ, thằng này thì như của Google, thằng này thì của Facebook, thằng MongoDB và Dynamo là thằng tương xứng cũng đó. Thế vậy thì các bạn thấy toàn ông lớn đấy, cái toàn ông lớn mới làm được dữ liệu. Tại sao nó lại chia ra nhiều thứ như thế này? Thế là tôi sẽ nói cho các bạn sự khác nhau của chúng nó. Vì sao nó lại chia như vậy? Và mỗi cái này phù hợp cho một cái lĩnh vực riêng, một cái dự án riêng. Thế nhưng mà theo các bạn, tại sao những cái ông lớn như này ông ấy lại tạo ra cái hơn cái này của chúng ta sử dụng phần mềm của chúng ta? Đi. Thế tại sao thằng này không chờ thằng này làm được nó dùng? Được mà, đúng không? Với cái riêng. Cái gì? Với công ty có một cái quản lý riêng. Đúng không? Bạn nói được. Cái thứ nhất là làm cái để dùng. Để nó dùng. Thì chứ nó có nhu cầu gì tự nó nắm sức tốt tự nó thay đổi được. Đây là điều kiện đủ. Còn ý thứ hai này. Làm cái để bán chứ còn làm cái gì? Cũng làm gì đó. Cho này các bạn biết 1 năm bao nhiêu tiền không? Mấy nghìn đô 1 năm. Đấy. Thế giờ đấy. Cho này mấy nghìn đô 1 năm. Cho này đi kèm SQL, đi kèm với phần mềm với cái Windows Server. Đi kèm với Windows Server. Sự bán đắt lắm. Nó cũng rơi vào tầm khoảng 2.000. 2.000 trên vài sửa 1 năm Windows Server. Nếu như không nhập thì có mua, mua thử thế thì nó đắt, rất là đắt. Còn những cái 3 thằng này thì ta còn miễn phí này. 3 thằng này cũng miễn phí này. Thằng này cũng miễn phí này, 2 thằng này cũng miễn phí này. 2 thằng toàn bộ cái cục phía dưới này đều miễn phí hết. Thế vậy thì tại sao lại phải miễn phí đúng không? Thế các bạn, tại sao nó lại có những cái phần mềm miễn phí mà thằng này thì chẳng phí này, thằng này chẳng phí này. Bây giờ thằng này thì miễn phí rồi. Thằng này miễn phí rồi. Thì tại sao lại có những cái thằng nó miễn phí như vậy? Các bạn vì sao? Ví dụ nha, bây giờ tôi là một thằng, tôi có một cái cửa hàng bán sách. Được chưa? Tôi cửa hàng bán sách. Cả lớp tôi sẽ free cho các bạn là một tháng đọc sách miễn phí. Hoặc tôi tặng các bạn luôn là mỗi người một bài sách. Miễn phí mà, thoải mái luôn. Đúng không? Đây là trong mỗi quyển sách đấy tôi viết cái đấy là ngày được tặng, sau đó các bạn sẽ lại tìm kiếm được. Ở đây các cái công lớn này cũng vậy, các cái công ty này cũng vậy, nó tạo cho người ta những cái môi trường miễn phí để người ta dùng trải nghiệm cho những cái thằng này, hầu hết là những cái dự án vừa và nhỏ, được chưa? Nhưng mà nếu muốn tối ưu hơn, những cái hiệu năng cao hơn thì phải tìm đến mình,
đấy nó là lãi trung tiền, hiểu chưa? Nó là giống như là con ngồi cái tiếng ngồi ra xong mình cắn thử. Nếu mà cảm thấy mà mình tiên tiến thì ngon, mình có thể sử dụng được mà mình muốn nâng cao cái chất lượng, nâng cao cái công việc của mình lên thì ok, ta đã kiếm được nhiều tiền, thì nó chi cho mày thêm một ít để ta có cái sản phẩm tốt hơn để bán cho nhiều người dùng hơn. Thì vậy thì tao chi cho mình luôn lên gì đâu, đúng không? Ngoài ra, đấy là mục đích. Ngoài ra mục đích thứ hai đó là đào tạo người. Các bạn biết vì sao phần mềm người ta ngay có cái product? Các bạn dùng Win đi, Windows đúng không? Windows không có không? Ở đây có Windows không? Chắc chắn là không. Tôi nghĩ xuống thế. Chắc chắn là không, không tôi nghĩ xuống thế của thị trường cho ai xem. Thì vì sao người ta lại cho phép crack? Nếu muốn bảo vệ cái việc crack, bảo vệ những vấn đề bản quyền dễ lắm. Không phải là không làm được, tại sao người ta lại vẫn cứ cho một số lượng rất lớn để crack? Đào tạo thật. Khi mà nếu các bạn không dùng được, các bạn thấy chán, các bạn mất nhiều tiền, các bạn chắc chắn các bạn không dùng được, đúng không? Các bạn thì chẳng có gì dùng nó. Nhưng mà nếu mà người ta để cho các bạn có những cơ hội của các bạn tiếp tục được mày mò, tiếp tục được phát triển công việc trên những cái cách làm việc, thì các bạn sẽ lại đến với nó. 10 khách hàng, nhưng mà tôi gặp 10 khách hàng, tôi chỉ được ghép 2 khách hàng. Đó là cái nhận thức bán hàng kinh doanh, được chưa? Đấy, thì nó là những cái phần mềm này nó có thằng miễn phí, có những thằng không miễn phí. Vì sao mà làm thế? Cái câu chuyện của tôi chia sẻ có nhiều lý do. Còn cái thằng còn nữa, như vậy thì những cái thằng này nó khác nhau ở đâu? Tại sao nó sinh ra nhiều thứ như này? Thì ví dụ thằng SQL Server này, những ngày xưa bây giờ thì nó sắp sửa để nó được phát triển, nó có thể cài đặt trên Linux rồi. Nhưng mà ngày xưa thì nó là cái phần mềm cơ sở dữ liệu. Nếu đã dùng nó thì chỉ có dùng kèm với SQL, dùng kèm với hệ điều hành Windows thôi. Khác sao tránh không có Windows thì không dùng được. Được chưa? Đấy, nó bộ đi kèm. Nhưng mà thằng này công suất khá cao, lượng truy xuất dữ liệu nhanh, của chúng dễ rồi. Đấy. À, thằng này thì gần giống như thằng này, hai thằng này khá giống nhau. Nếu các bạn dùng các bạn sẽ biết chúng nó khá giống nhau. Thằng này và thằng này là của một người viết ra, chung một người viết ra. Và cái chữ Mai, cái chữ Maria này là tên của hai đứa con gái của má. Chuyện có thật đấy. Sau khi bán nhau vào Oracle, bán cái này. Oracle thì của tập đoàn Oracle viết ra, và đây là một bản. PostgreSQL thì cũng thuộc về Oracle. Thì cái PostgreSQL này nó sinh ra thì nó là một cái bản thu nhỏ của thằng Oracle. Nó không được khá cao, nhưng mà nó chỉ tất cả những cái thằng tương quanh vùng này này thì cho những cái ứng dụng vừa và nhỏ, tức là phù hợp với những cái ứng dụng có số lượng bản ghi không quá 10 triệu, một bản chứa 10 triệu mới có để truy xuất được với tốc độ là có thể chấp nhận được, giờ tầm mấy chục giây truy xuất được của SQL. Còn hai thằng này á, tôi không muốn cực kỳ cao bởi vì chúng nó có cái cách tổ chức dữ liệu khác so với những cái thằng kia. Cho nên ví dụ các bạn đang dùng cái thằng SQL này có 1 triệu đấy con, các bạn truy xuất mất 3 giây, bạn chuyển thằng con cổ hay chuyển thằng SQL Server thì nó chỉ mất khoảng 0.15 giây, rất là nhanh. SQL Lite dùng cho những cái ứng dụng siêu nhỏ trên di động hoặc những ứng dụng rất là nhỏ, người ta không mất công quản lý quá nhiều, không cần công quản lý thì dùng SQLite. Thằng GraphQL thì dùng cho những cái cơ sở dữ liệu online liên quan đến ứng dụng trên Facebook, là Facebook viết ra. Còn thằng MongoDB hay là DynamoDB thì là của thằng Amazon, phải trả phí. Trả phí cho dung lượng người ta dùng. Còn thằng MongoDB này thì nó sẽ sử dụng cái loại dữ liệu khác. Ví dụ như ở đây các bạn thấy này, là những cái quay lại cái chuyện Excel này, các bạn thấy là cái dữ liệu của người ta chia theo hàng và theo cổ đúng không? Nhưng mà thằng này thì nó không lưu trữ dữ liệu theo dạng hàng và cổ, nó lưu trữ dữ liệu gì sau, là key, tài trợ, value.
nhiều biết thì đấy là cái thực di sản, đó là một loại hình thức tổ chức cơ sở dữ liệu khác so với cái khoảng các cái khác ở đây. Hai cái này thì giống nhau, cái tổ chức dữ liệu nó giống nhau đó, đều là dùng di sản quản lý. Thì cái thằng này người ta nếu mà dùng cho những cái ứng dụng mà cơ sở dữ liệu dễ dàng bị thay đổi, nghĩa là cái câu ví dụ như cái dạng bảng và dạng cột như này, thì cái cấu trúc của nó các bạn phải xác định ngay từ đầu, đúng không? Ví dụ mô tả cái quả các bạn phải xác định ngay từ đầu. Nhưng mà ví dụ dùng cái thằng MongoDB thì cái cấu trúc của nó không xác định được. Nếu có chắc có những cái vấn đề người ta không giới hạn được cái sự thay đổi cấu trúc của đối tượng thì người ta sẽ dùng MongoDB. Thì cái thằng này nó phù hợp cho những cái ứng dụng làm về làm dạng như là mạng xã hội thì hay dùng này. Ví dụ như Logi, các bạn biết Logi, Logi, biết này, không biết luôn, biết Food đi không? Cũng không biết luôn, sao này nhà quê vậy? Cái gì không biết? Thật là kinh dị. Dùng thử đi, đây tôi không ăn đồng tiền quảng cáo nào, nói hết. Chúng ta dùng để chúng ta trải nghiệm xem là những cái ứng dụng nó làm về dạng mạng xã hội thì nó sẽ như thế nào. Thế thôi, chứ tôi không bắt các bạn là phải dùng, cài và trả tiền nó làm gì cả. Tôi không ăn được cái đồng tiền quảng cáo của nó đâu. Nhưng mà đấy là những cái ứng dụng của Việt Nam phát triển. Và hoàn toàn tôi nghĩ là người ta dùng Mongo đấy, dạng Mongo đấy. Được chưa? Thì trong cái khóa này của chúng ta sẽ học về MySQL chạy trên SAM nếu mà các bạn dùng Windows. Được chưa? Và dùng cái phần mềm là Navicate để quản lý cơ sở dữ liệu, chứ tôi không dùng ptmadmin đâu, được chưa? Tôi lười dùng cái đấy đó. Không nhá. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài cắm và sử dụng những cái câu lệnh đầu tiên và cấu trúc đầu tiên. Được chưa? Thì ở bên này các bạn có thằng SAM không? Có thằng này không? Nếu bạn nào không có thì các bạn có thể lên Google, các bạn search cho tôi SAM. Cái này các bạn download nó về, bấm vào đây này, thấy không? Download, được chưa? Các bạn cài cứ bản mới nhất mà cài, đây bản này, tải nó về và cài vào máy, được chưa? Tìm được chưa? Cài chưa? Ok, các bạn đi hướng dẫn cho hai bạn nữ ở dưới cài đi, nhanh lên. Bên này chưa thằng nào cài à? Hai bạn học web phải cài rồi chứ. Thế à? Thế vậy các bạn cài đi. Tôi sẽ cho các bạn thời gian để các bạn cài. Máy này thì có rồi. Máy này có rồi. Sau khi cài xong sẽ bật ra cái này. Bật ra cái SAM control pane.
Được chưa? Ai ở ngoài không chưa, hai thánh cài nhanh lên, chúng tôi sẽ hướng dẫn chung luôn và hướng dẫn cả sửa lỗi nữa. Xong chưa? Hai bạn xong chưa? Cài xong chưa? Cài xong rồi thì ok. Quan sẽ bật nó lên được cái này đúng không? Xong rồi bật thằng Mark kia để tí nữa. Chờ tí. Xong rồi gì? Đây nhá. Các bạn chủ yếu bật cho tôi thằng này lên này. Bật cho thằng này lên này. Còn thằng trên này bật đấy không quan trọng. Bởi cái việc các bạn làm việc với nó thì đến lúc các bạn học, các bạn sẽ thầy sẽ hướng dẫn cho tôi dạy ở đây thì hết phần các thầy của các bạn. Được chưa? Hai bạn nữ ở dưới kia bật được chưa? Bật cho tôi cái thằng MySQL lên nhá. Xong chưa? Xong các bạn tìm tiếp cho tôi phần mềm Navicate thì tôi sẽ gửi link cho các bạn. Chờ một chút. Tôi sẽ up cái link lên trên này kia, lên trên group lớp. App share. Nhà thằng app share đã trả phí rồi lại còn quảng cáo. Đây à? Đâu ta? Cái gì nhỉ? Lớp mình là gì nhỉ? SQL. Đây rồi. Rồi, các bạn tải ở đây về. Hướng dẫn tôi quăng lên cho các bạn. À, thằng Mark không dùng được đâu nhá. À, đây là nó tải file XE. Bạn không dùng được đâu. Navicate. Thì bạn phải, bạn cứ tạm thời tải trên, bạn search cái Navicate này. Xong bạn tải một bản của nó về, đây navicate.com này. Download về, đầu tiên mình sẽ được dùng thử 14 ngày. Cho nên cứ dùng tạm thì tôi sẽ gửi cho bạn bản cái license sau. Okay. Full crack chỉ có ở bên Win thôi.
bên Mac có nhưng mà tìm khó hơn. Ông vào cái trang Mac Live ấy, search thử xem. Đây Mac Live.vn này. Thằng Mac vào đây này. MacLive.vn. Nhìn thấy không? Sau đó là bạn search cái Navigate. Navigate chắc là có thôi, đây này. Premium 12.1.3 này. Thấy không? Tải về. Được chưa? Sau đó các bạn tải về chưa? Tải về chưa? Tải về thì nó sẽ ra cái file PM Navigate Premium 11.05 này. Các bạn có thể tải bản mới hơn thì tùy các bạn nhé. Được chưa? Sao lại vào cái trang của mình. Sau đó các bạn giải nén nó ra thì nó sẽ ra hai cái file. Extract here. Đây. Ra đâu đây? Đây, nó ra cái thư mục này. Các bạn sẽ nhìn thấy có hai file. Thấy chưa? Cái file màu vàng ở trên này, Navigate 11.0 này, Premium N X86 á. Các bạn kích đúp vào đấy. Xong rồi đây là cài xong. Cài xong rồi các bạn chạy cái file ở dưới. Là cái file crack. Đây, cài file này trước. Sau khi tải xong giải nén, cài cái ở đây chết. Đây nhá. Sau khi giải nén nó ra hai cái file này. Được chưa? Sau đó các bạn cài cho tôi cái file trên này trước. Được chưa? Cài xong xuôi rồi mới chạy cái file dưới. Là file crack. Không phải rút mạng, rút miếc gì đâu. Cứ chạy bình thường thôi. Chạy xong chạy cái file này thì nó sẽ lên như này. Đây, nó sẽ lên như này. Thấy không? Cái giao diện này nhìn thế này, quay lên đây, những bạn dùng Win. Giao diện sẽ như này thì các bạn bấm vào đây. Bây giờ bao giờ ở đây nó hiện cái chữ OK thì thôi được rồi là xong. Các bạn bấm tắt đi. Thế là crack xong. Thì sao?
Xong chưa? Thế các bạn tiếp theo các bạn sẽ chạy cái Naviget lên nhá. Đây chạy lên là Naviget Premium chạy lên. Thực tế ra là còn nhiều phần mềm khác chạy được. Và nó các bạn ở đây có ai không có edu, không có mail edu.vn không? Học ở trường nó sẽ có một cái mail.edu.vn mà. Không có. Bọn này bậy. Đâu ra? Xong lên ta. Chẳng gì gì. Phần mềm lên lầu mãi. Nó đang chạy đi rồi. Con chạy được lên cái Naviget chưa? Bật nó lên. Thôi nhá, đến đây là ở bên Windows xong nhá. Còn cách dùng thì giống nhau rồi. Tôi sẽ tắt cái này đi. Đây, tôi sẽ dùng bên bên máy của tôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ giống nhau. Thì cái gì đã vẫn cái này luôn đây đây sau khi tôi bật lên giao diện nó sẽ như này, được chưa? Các bạn nhìn thấy cái chữ connection này không? Thấy không? Các bạn sẽ đều có hết, nếu mà mở cái Naviget lên thì sẽ đều có hết, được chưa? Bấm cái connection này, tôi giải thích một tí nhá. Cái phần mềm Naviget này này nó là một phần mềm giúp chúng ta kết nối và quản trị cái cơ sở dữ liệu rất nhiều loại khác nhau, được chưa? Mỗi một cái connection các bạn có thể là tạo cái liên kết đến một cái cơ sở dữ liệu ở một cái máy chủ chứa cơ sở dữ liệu nào đó. Ví dụ tôi có thể là tạo cái cơ sở thì tôi có thể là quản lý cơ sở dữ liệu ở máy của tôi có thể quản lý cơ sở dữ liệu ở máy của bạn luôn. Nếu các bạn public cái cổng ra thì tôi có thể hoàn toàn có thể vào để quản lý được, được chưa? Thì sau này mỗi con server nó sẽ chứa, nó sẽ là một cái nơi để chúng ta cài cái cơ sở dữ liệu lên đấy. Do đó là tôi hoàn toàn có thể ngồi ở đây, nhưng mà tôi quản lý cơ sở dữ liệu của con server đặt ở bất kỳ chỗ nào trên thế giới, tôi không quan tâm, được chưa? Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của connection. Thì để tạo ra một connection mới, các bạn bấm vào cái connection này, này. Sau đó chọn MySQL, được chưa? Chọn MySQL. Sau đó các bạn sẽ đặt tên cho cái connection. Cái tên này các bạn thích đặt là cái gì, đặt tên mới được, như hoặc là đặt là localhost. Localhost tức là máy mình, được chưa? Đó, localhost hoặc là đặt là cái gì tùy các bạn, ví dụ thiện TH cũng được, không sao hết. Hoặc là các bạn không đặt thì tự nó sinh ra, được chưa? Tiếp theo là cái host này, ba cái thông, bốn cái thông số ở dưới này mới quan trọng này, được chưa? Thì ví dụ như nếu các bạn cài MySQL ở trên máy của các bạn ấy, thì các bạn sẽ để đây là localhost hoặc nhá 127.0.0.1. Đây là cái IP của máy, của chính máy các bạn, được chưa? IP là gì? IP là một cái dãy số để xác định một cái máy tính trên thế giới này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tự tạo server ở máy của mình á, thì chúng ta trỏ về máy của mình bằng 127.0.0.1. Máy nào cũng thế, được chưa? Thì tiếp theo là cái port, cái cổng, được chưa? Cái cổng này là cái cổng mỗi máy tính nó có rất là nhiều cổng khác nhau, giống như nhà của các bạn ấy, để vào được nhà có rất là nhiều cửa. Ví dụ như cửa chính này, cửa đằng sau này, cửa sổ này, cửa mái này, đúng không? Mỗi cái cửa đấy chúng ta gọi một cái mã số khác nhau. Thì ở đây cái Naviget, cái MySQL này nó hoạt động trên cổng là 3306, đấy là cái cổng mặc định, được chưa? Do đó chúng ta điền vào đây cái số 3306 hoặc nó để mặc định luôn. Chúng ta có thể thay đổi cổng này, nhưng mà chẳng thay làm gì cả, được chưa? Tiếp theo là cái username, là cái tài khoản để đăng nhập vào trong cái cơ sở dữ liệu của các bạn. Thì mặc định nếu các bạn cài sang thì nó đều là root hết, root. ROOT, được chưa? Gốc password, nếu các bạn cài SAM thì các bạn để password này trắng như này luôn cho tôi, được chưa? Để trắng luôn. Sau đó các bạn bấm vào cái test connection xem nó succeed không, có succeed không, có ai fail không, hai bạn nữ ở dưới có fail không? Cái gì mà mở lên nó bị xóa là sao?
xuống đây cái này thôi. Bạn nào không crack được thì chọn cái bật cái model lên lúc đầu khởi động ấy, thì chọn cái trial là dùng thử. Rồi crack sau, sau này mình crack sau. Nó bật cái này lên thì các bạn điền giống như tôi ấy, nếu bạn nào cài SAM. Được chưa? Đó là test connection, nhưng mà máy của tôi ấy, máy của tôi nó sẽ khác. Máy của tôi các bạn sẽ thấy nó accept deny, tức là từ chối truy cập. Thì ở đây do cái máy của tôi đặt password cho cái MySQL này, thì password của tôi là từ 1 đến 6. Được test, nó succeed. Được chưa? Ok, và các bạn save xuống thì nó tạo ra một cái kết nối ở đây. Các bạn thấy 127.0.3306 không? Kích đúp vào. Nó sẽ sổ ra trong đấy rất nhiều cơ sở dữ liệu, rất nhiều cái DB. Được chưa? Còn của tôi sẽ đóng cái này vào, tôi xóa nó đi. Tôi có kết nối rồi. Rồi đây, tôi có rồi. Được chưa? Kết nối vào bung ra được như này chưa? Hai bạn nữ ở dưới được chưa? Bạn đông chưa? Chưa thấy sàn đâu. Chưa tải xong. Dấu điện trọng thế. Tiếp xe em chạy rồi đấy. Tải đi rồi. Bạn đã chạy rồi. Sẽ đánh nhau luôn ạ. Bây giờ bỏ đây nhá. Ok. Chờ đây ấy. Cái cấu cái cấu trúc phân tầng ở trong cái việc quản lý cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta mô hình cho các bạn xem. Đầu tiên là có connection. Nó tương đương với một cái máy chủ. Được chưa? Tương đương với nhau. Tiếp theo ở trong này nó sẽ có rất là nhiều DB. Được chưa? Một máy tính có thể sau khi cài MySQL xong thì chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều những cơ sở dữ liệu khác nhau. Ví dụ một máy tính thì không ai cấu chúng ta là một máy tính có không được chạy nhiều ứng dụng trên một máy này. Được chưa? Ví dụ một máy có thể đặt server cho 10 công web, 10 DB khác nhau, cái chuyện rất là bình thường. Được chưa? Thế đây nó chính là cái DB. Các DB. Được chưa? Thì để tạo ra một cái DB mới các bạn sẽ chọn như thế này. Ui giời ơi. Chuột phải vào đây. Được chưa? Chọn New Database. Được chưa? Nó sẽ bật ra một cái chỗ cho chúng ta viết ba thông số, một cái là database name, một cái là character set, một cái là collation. Đúng chưa? Đó, thì chúng ta tạo ra cái đấy, ví dụ như đấy chúng ta sẽ là free tháng 6 là gì nhỉ? Tháng 6 là June này. Đúng chưa? Free June. June is July, July như là tháng 7. June. Được chưa? Sau đấy tra set. Tra set này nó là cái bộ nhận diện cái bộ nhận diện cái gọi là cái ký tự, thì chúng ta chọn cho tôi là UTF-8. UTF-8 thôi nhá, không có MB4 đâu. UTF-8.
Collation, collation là UTF-8 gạch dưới General CI hoặc là Unicode CI hoặc là Vietnamese CI. Là một trong ba loại này thì cái bộ này nó là UTF 8, UTF 32, UTF 16 thì cũng hoạt động chủ yếu là ở trong cái thằng collision này. Thì một trong ba loại này thì nó mới lưu trữ được những cái ký tự của tiếng Việt. Còn nếu bạn không chọn nó sẽ tự động hiểu đấy là tên ngôn ngữ này là Latin. Nếu chúng ta viết những cái chữ có dấu A, A, R, G gì đấy vào thì nó sẽ chuyển đến cái dấu ngoặc chấm hết. Cho nên các bạn bắt buộc chọn một trong ba loại cái collision này để dùng. Được chưa? Đấy là cái chuẩn để mã hóa cái ký tự ở trong cái MySQL này nó quy định. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới này có cái free zoom. Được chưa? Tạo ra đi xong rồi bỏ ra. Cái nút vào đấy là bỏ ra. Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo này, chúng ta đang đến cái database rồi nhá. Thì trong database các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái gì đây? Table. Thấy chưa? Thì trong một cái cơ sở dữ liệu, các bạn cứ coi một cái cơ sở dữ liệu là một dự án. Các bạn cứ coi như thế là thực tế là một dự án có thể làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau với chúng mình. Thì một cái cơ sở dữ liệu nó có thể có nhiều bảng table. N table, N database. Một database có N table. Yeah, N table. Thì mỗi một cái bảng này, các bạn cứ hiểu này, mỗi một cái bảng này là một đối tượng, một loại đối tượng chúng ta cần quản lý. Tức là một cái suite ở trong cái file Excel cũng như tìm một table của chúng ta. Yeah. Đó. Thì trong cái bảng này nó cũng sẽ có những cái column và những cái row. Được chưa? Column là cột, row là hàng. Được chưa? Thì cái column này để giúp cho chúng ta quy định các cái thuộc tính. Được chưa? Mỗi một hàng là một thuộc tính của một cái đối tượng. Được chưa? Còn mỗi một cái dòng row là một cái thực thể. Được chưa? Ví dụ ở trong này bạn dùng này. Mình này, hai đứa đều là một loại dữ liệu là con người, được chưa? Không phải con người con gì, nói sai, được chưa? Hai đứa cùng kiểu dữ liệu là con người, tuy nhiên Dung là một thực thể riêng hoàn toàn khác với mình. Hai bạn hoàn toàn có những thông tin khác nhau, cho nên là hai cá thể trong một loài, được chưa? Hai cá thể khác nhau cho nên thông tin thì mỗi một cá thể này chúng ta làm một dòng này, xong chưa? Đấy, thì đây là cái cấu trúc phân tầng ở trong cái việc quản trị cơ sở dữ liệu bằng MySQL. Được chưa? Thì tiếp theo tôi sẽ chỉ dạy chúng ta dùng tool đấy nhá. Thì các tool lệnh mà tạo bảng rồi tạo database như nào tôi cũng dạy đâu. Cái đấy tôi biết, nhưng mà dạy các bạn nó chẳng phải là cái gì cả. Bởi vì sau này đằng nào những cái lazy như này chúng ta cũng sẽ dùng tool hết. Không ai dùng tay cả. Trừ khi bao giờ các bạn lên server thì các bạn có khi các bạn phải chọc vào thôi. Nhưng mà không cần thiết, tôi thấy nó không cần thiết. Được chưa? Còn câu lệnh tạo DB dễ lắm. Nếu mà các bạn muốn học câu lệnh thì câu lệnh như này. Tạo query mới ra. Create database. Cách database. Có nhìn thấy gì nhỉ? Create database cách tên database dự thiện TH cách collation cách đây là UTF-8 gạch dưới general gạch dưới CI. Này xong, sau đó chúng ta run execute câu này. Lỗi gì ta?
Messi này, Gilles Aneros Collation Rising Near, để xem mà cú pháp xài đâu. Create database thiện TH Collation Collate Collate, đây như này mới đúng. Sao sai gì nữa? Đây, can create database. À, tôi đã tạo xong rồi. Đây, tôi sẽ re. Sau khi gõ xong nhá. Sau khi gõ xong, chúng ta chuột phải đây, chúng ta refresh. Ở dưới nó có refresh này. Bạn sẽ thấy cái thiện th ở đây. Thấy không? Đấy là cách tạo cơ sở dữ liệu ra bằng câu lệnh. Nếu các bạn thích, thì câu lệnh nó như thế này. Đây, create database. Sau đó tên database. Và có cái collate, tức là cái UTF-8 lúc nãy ấy, thì là collate UTF-8 General CI, Unicode CI hoặc là Vietnamese CI. Tùy. Được chưa? Đây là câu lệnh để giúp chúng ta tạo ra cái cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì các bạn thấy ấy, cái việc mà tôi tiến hành là tạo ra bằng cái giao diện hay là cái việc mà tôi chạy bằng cái câu lệnh SQL như thế này thì tác dụng của nó là như nhau. Đúng chưa? Tác dụng là như nhau. Thế vậy thì chúng ta, các bạn thấy đấy, ví dụ như chúng ta làm bằng Excel hay làm bằng Phytex ấy, chúng ta có thể là dùng một câu lệnh để thêm một cái bản ghi vào trong file Excel. Có làm được không? Có ai thử làm bao giờ chưa? Không làm được. Vấn đề là không làm được. Được chưa? Nó không hỗ trợ chúng ta cái việc là tạo những câu SQL như này. Được chưa? Thì cái câu này này người ta gọi là câu truy vấn, câu query. Được chưa? SQL. Được chưa? S, cái chữ Q ở trong cái chữ SQL, Q là Query Language. Được chưa? Đấy, thì là cái cơ sở dữ liệu nó khác với các cái loại phần mềm để quản lý dữ liệu khác. Đó là nó sẽ, thứ nhất là nó lưu trữ được dữ liệu này và nó có cấu trúc đàng hoàng. Cái thứ hai nó khác, đó là nó có cái phương pháp để giúp người ta có thể điều khiển được các cái dữ liệu hay cấu trúc ở trong cái cơ sở dữ liệu của dự án bằng những cái câu lệnh như này. Sau này các ngôn ngữ của các bạn Java, PHP, là C Sharp gì đấy đều muốn tương tác với cơ sở dữ liệu, đều phải thực thi những câu lệnh như thế này hết. Được chưa? Đó. Thì đấy là cái sự khác nhau và cái sự tối ưu của các cái phần mềm và cái cơ sở dữ liệu khác so với các cái phần mềm khác. Được chưa? Tiếp theo đến cái việc là chúng ta sẽ tạo bảng. Tạo bảng. Được chưa? Chúng ta đã xong đến cái tầng là tầng database rồi. Bây giờ xuống dưới nữa. Thì chúng ta sẽ đến với cái tầng là table, đúng không? Thì để tạo được table, nếu mà dùng giao diện thì chúng ta sẽ dùng như sau. Chuột phải vào đây, chọn new table, hoặc là các bạn có thể là control N, tùy. Được chưa? Thấy nó ra cái màn hình giống tôi không? Được chưa? Hai bạn nghĩ không chưa? Rồi, các bạn có thấy là ở đây nó quy định là name. Nó sẽ có name, tile, length, decimal, not, null, key và comment. Đúng chưa? Các bạn cũng sẽ giống thế thôi. Hả? Có thể ô đấy nó không có tên. Đúng không? Rồi tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Thì cái này này, cái khi mà các bạn vào cái create table này thì nó sẽ là nơi để cho chúng ta định nghĩa ra các cái table này. Định nghĩa ra trong cái bảng chúng ta có bao nhiêu cột. Và trong cái cột thì nó chứa nhiều dữ liệu như thế nào. Được chưa? Thì tên cột các bạn viết ở đây. Được chưa? Kiểu dữ liệu cột nó có thể chứa nó viết ở đây. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, ở trong cái MySQL này thì nó sẽ quy định là mỗi một cột nó sẽ phải có tên, và tên nó sẽ không trùng nhau ở trong một bảng. Được chưa? Không thể nào mà một cột nó lại có hai cái cột trùng với tên là name được. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là tên, định nghĩa là tên cột thì là ở trong cái name này. Ở cái type thì chúng ta sẽ quy định là trong toàn bộ dữ liệu của trong cái bảng đó, cái cột này chỉ được phép chứa kiểu dữ liệu gì thôi. Nếu chúng ta quy định là số thì chắc chắn không thể là bằng chữ được. Nếu mà chúng ta cố tình nhét chữ vào, bỏ luôn luôn. Được chưa? Đấy. Thì kiểu dữ liệu tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta qua những kiểu dữ liệu và những cái kiểu dữ liệu mà hay dùng. Được chưa? Thì các bạn cũng thấy là ở đây cái này nó là cái màn hình giúp chúng ta tạo ra các cột nằm trong cái bảng. Được chưa? Thì ở đây chúng ta, ví dụ chúng ta làm cái quản lý cái gì ta? Sách. Quản lý sách đi. Thì ví dụ như tôi có mã của sách chẳng hạn. Mã sách.
Được chưa? Thực ra tôi viết này là viết bậy. Chứ nếu mà đúng ra để mà tạo ra được một cái bảng, chúng ta phải nháp vào trước, sau đó chúng ta mới tiến hành là tạo ở trong này. Thì tôi sẽ nháp vào trước nhé. Để quản lý thông tin được sạch. Nhưng mà chưa khi đến tôi hỏi các bạn là muốn sử dụng tiếng Việt hay tiếng Anh. Muốn dùng tiếng Việt hay tiếng Anh. Nói thật đấy. Bởi vì hầu như cơ sở dữ liệu của tôi trước giờ tôi chưa bao giờ tạo cơ sở dữ liệu là bằng tiếng Việt. Dùng tiếng Anh nhá. Vâng. Rồi, ok. Book. Sách. Những quyển sách thường được tên bản số nhiều vậy nhé. Bởi vì mỗi một cái dòng này là một quyển sách rồi. Tôi đấy cũng có thể quản lý cả cái thư viện thôi. Thì phải là những quyển sách, cho nên là nó là số nhiều. Giờ, trong quyển sách có những cái thuộc tính gì? Mã sách là ID. Tên sách là gì? Book name là gì? Title. Tiêu đề sách, chứ không phải gọi là tên sách cả. Chúng từ Việt Nam chúng ta phải gọi tên sách thôi. Được chưa? Tiếp theo là cái gì? Tác giả là gì? Author. Gì nữa? Giá. Gì nữa? Hả? Cái gì? Số trang để làm gì? Vật số trang. Số trang kia từ tiếng Anh là gì nhỉ? Page command. Mà số lượng trang thì năm xuất bản publish year thì nhớ có loại sách đúng không? Và danh mục sách tên gì gì không? Thế được gì? Số lượng à? Tôi không thích. Bởi vì thường thường ấy, các cái phần mềm và các cái dự án mà bán sách thì bán sản phẩm gì đấy. Nên tôi nói chung thị trường Việt Nam ấy, người ta chẳng thấy khi vào trong đây để liên tục cập nhật số lượng sách. À, có lười lắm. Cho nên là chúng ta chỉ có cái trạng thái của sách. Chứ từ bán là gì nhỉ? Từ bán thế nào nhỉ? So giải quyết thì bán đi. F-O-D-D. Là đúng không? F-O-D-D. So now. Là bán hết đây chưa? Thì chẳng đáng là chung với phô. Bán thế được rồi. Giờ gì nữa? Thế thật. Short decision. Mô tả ngắn. Giờ hay gọi là tóm tắt quyển sách để nói được cái gì, chúng ta còn biết là quyển sách này nó câu chuyện của nó là như thế nào, nói về nhân vật gì, được gì nữa, còn chứ, còn gì, thành quyển sách, đúng không? Rồi tạm thời này nhá, còn gì nữa? Chúng ta tạo rồi chúng ta có hoàn toàn có thể thay đổi cái cấu trúc của bảng mà. Thì chúng ta sẽ có các cột là ID này. Được chưa? Tiếp theo cái type của nó. Type của nó tôi để là INT là số nguyên. Được chưa? Length các bạn để trống, decimal để trống. Được chưa? Sau đó các bạn này nhìn thấy cái key này không? Bấm vào đấy. Bấm vào cái cột sau, cái cột nun đấy. Ở bên này khác, bên Mac và bên Windows khác nhau. Tôi nhìn cái khóa không? Miễn làm sao bấm được lên cái khóa tôi được. Các bạn không, các bạn bấm vào đây này. Bấm vào cái dòng đấy, xong rồi cách. Bấm cách. Tab sang. Bấm cách hay không? Được chưa? Miễn sao lên cho tôi cái khóa được.
Sau đó dưới này chúng ta có một cái là auto increment. Nhìn thấy không? Tích vào đấy. Được chưa? Cái auto increment này là để là mark cho cái cột này là dữ liệu của nó là tự tăng lên, chúng ta không phải insert vào, tự nó đếm. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta tab dưới thì nó sẽ xuống dòng một cái bản ghi mới. Cái cột mới tên là cái gì nhỉ? Title. Được chưa? Trong cột này sẽ chứa là chữ đúng không? Đúng nhá. Thì chúng ta có kiểu dữ liệu là varchar. Varchar. Và chúng ta phải quy định độ dài của một tiêu đề. Có quyển sách nào dài đến 500 ký tự không? Tiêu đề ấy, chắc là không có, tôi để 255 thôi. Được chưa? Tiếp theo và tab xuống dưới đến cột gì? Cột gì? Không, để tác giả cuối cùng. À, loại sách đi. Ở trong này các bạn có thể đặt, thường thường người ta sẽ đặt tên các cột bằng kem mục à, thành snake key nhé, snake key. Snake là con rắn ấy. Key là cách viết, được chưa? Snake key là chúng ta viết theo kiểu dạng như này, mỗi từ cách nhau một dấu gạch dưới. Nhớ nhá, cái này cái này ký tự này này gọi là dấu gạch dưới, không gọi là shift trừ. Được chưa? Đấy, xong rồi kiểu dữ liệu của nó là gì? Text thì là varchar. Đây là 100 đi. Tiếp là gì? Short description, mô tả ngắn. Thì cái mô tả ngắn này tôi cứ cho nó là text đi. Kiểu dữ liệu là text. Text thì thường thường người ta không giới hạn độ dài. Nó có thể chứa được rất là nhiều ký tự ở trong đấy. Hình như tôi nhớ không nhầm thì là rơi vào tầm khoảng 2 GB ký tự chứa ở trong một cái dòng được, một cái record, một cái hàng ngang ấy, cho một cột, tầm đấy vẫn chứa được. Nếu tôi nhớ không nhầm, còn nếu mà tôi nhớ nhầm, tôi cũng chẳng biết chính xác là bao nhiêu. Được chưa? Tiếp theo đến cái gì? Price. Price là giá. Giá các bạn muốn bán sách theo đồng gì? Đồng đô la hay đồng Việt Nam? Đô la nhá. Đô la thì chúng ta sẽ có là decimal. Được chưa? Len là 10 và decimal là 2. Được chưa? Các bạn cứ viết theo tôi đi, tí tôi giải thích kiểu dữ liệu sau. Được chưa? Rồi, tiếp đến gì? Published year, không, tác giả thì author là gì? Kiểu dữ liệu gì? Varchar 255. Tiếp theo đến gì? Thấy chưa? Published year là xem có kiểu gì không? Đây có year này. Cuối cùng là gì nhỉ? Tôi chẳng nhìn thấy gì không? Sold out. Kiểu này là kiểu bit. Không hoặc một đấy. Được chưa? Xong chưa? Hết chưa nhỉ? EBIT. Image. Và trà. Chúng ta sẽ lưu vào đây là đường dẫn ảnh. Varchar là 255, không thì 500 thì cho nó nhiều. Hết chưa? Paid a month nữa. In. Đấy, hết rồi đấy. Một quyển sách bằng này thông tin. Sau khi tạo xong, sau khi điền đầy đủ rồi, chúng ta bấm Ctrl S hoặc bên Mac thì dùng Command S để lưu bảng vào, sau đó chúng ta đặt tên cho bảng books. Chúng ta thấy đây nó xuất hiện cái books. Được chưa? Tao đi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Tôi khát, tôi rát cổ lắm rồi. Nghỉ tí cho học, nghỉ đã. Rồi.
tiếng. Xong lên cũng đi quát thì 4 tiếng. Về đây là nói tiếp.
chưa? Chưa. Vất vả. Tao được chưa? Con nào bị lỗi không? Thanh niên Mark thì sao? Ok, đấy là việc chúng ta tạo bảng. Thì ngoài cái việc tạo bảng bằng tool ra, chúng ta có thể dùng các cái câu lệnh tạo. Ví dụ như các bạn có thể bấm vào query, nhìn query không? Bấm vào, chọn new này, new query này. Bấm vào đây. Ví dụ ta tạo một bảng x nào đấy nhá. Thì chúng ta sẽ là create table cách tên table, ví dụ cái bảng này bảng user chẳng hạn, được chưa? Nhớ create table user, sau đó dưới là tôi chẳng nhớ lắm, ví dụ như int cái gì nhỉ, id này, int primary key auto ở dưới increment. Nếu tôi nhớ không nhầm là như này. Còn nếu các bạn không nhớ giống tôi thì các bạn có thể đi search. Đây chúng ta có thể search là MySQL này, create table query. Nó ra luôn ở về cái MySQL đấy. Đây, create table tên table đóng mở ngoặc. À tôi thiếu cái đóng mở ngoặc. Đây rồi, ok auto về chỗ increment. Rồi ok. Đây, đóng một ngoặc vào. Int primary key auto increment. Ví dụ tiếp theo là email chẳng hạn. Email thì chúng ta sẽ có là varchar. Varchar đóng mở ngoặc số lượng ký tự 255. Unique. Đấy. Từ này unique là để dữ liệu không bao giờ bị trùng nhau trong một bảng. Tiếp theo là password varchar 255 gì nữa nhỉ, avatar varchar 500 nữa,
Đấy. Được phép null, cột nào được phép null thì các bạn viết vào đây thêm cái chữ null. Đấy. Còn nếu mà không có cái cột, không có cái null này thì cột nào chúng ta cũng phải điền dữ liệu. Tiếp theo là đến gì nhỉ? Phone cột để bằng bằng này cột thôi. Đấy, như này xong. Sau đó chúng ta bấm run. Của các bạn ở hình như ở bên này. Bấm run. Đấy, tạo xong. Chúng ta thấy ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái bảng, một bảng nữa là bảng user, thấy không? Đấy, chúng ta chuột phải và chúng ta vào design, design table. Các bạn thấy trong này nó đúng như những gì chúng ta vừa làm. Không khác gì. Được chưa? Đấy là hai cái cách để chúng ta tạo bảng ra, có thể tạo bảng câu lệnh hay là có thể tạo bảng bằng câu SQL, à quên nhầm, tạo bảng bằng tool. Thì tùy các bạn thích tạo bằng cái gì tạo. Không bắt buộc. Được chưa? Không nhá. Đấy là câu lệnh. Chúng ta đã học được hai câu lệnh. Một câu lệnh là để tạo ra database, một câu lệnh để tạo ra bảng trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ giải thích cho các bạn những cái kiểu dữ liệu ở trong này nó có. Ví dụ đây, chúng ta sổ cái này xuống đây. Bạn thấy rất là nhiều cái dữ liệu, kiểu dữ liệu trong này. Đúng không? Có rất nhiều luôn. Thì tôi sẽ đi những cái mà hay dùng thôi. Thì ví dụ như thằng bit. Các bạn nhìn thấy cái bit không? Bit là dữ liệu kiểu tuple, chỉ chứa được hai, nó là số nhưng mà nó chỉ chứa được hai giá trị, một là 0 hoặc 1. Không hoặc 1. Yeah. Tiếp theo là blob. Blob này cũng chẳng giờ cũng chẳng ai dùng nữa. Blob là kiểu dữ liệu chứa ảnh. Các bạn có thể ném toàn bộ một cái ảnh vào trong cái DB này luôn. Nhưng mà không ai làm thế cả bởi vì nó sẽ làm nặng cái cơ sở dữ liệu lên. Sau này cái việc dữ liệu nặng nó sẽ liên quan đến việc các bạn truy xuất dữ liệu do nó bị chậm. Không ai làm thế nữa, chỉ đưa link thôi. Tiếp theo là cha, là viết tắt của từ character đấy, ký tự. Thì nó cũng giống như là ba cha thôi. Nhưng mà nó chỉ chứa được kiểu dữ liệu là ký tự và số lượng rất là ít. Kiểu dữ liệu là date, là nó sẽ lưu trữ kiểu dạng là ngày tháng năm, nhưng format của nó sẽ là như thế này. Format là date, format sẽ là năm, ngày tháng, ngày, năm tháng ngày và cái khoảng cách của nó thì từ ngày năm chéo chiếc đồng nó lưu trữ như thế. Tiếp theo là date time, date time đúng không? Date time có thêm time cách không? Cũng là năm tháng ngày cách ra. Giờ hai chấm phút hai chấm minutes giây giờ phút giây thêm một thành bằng đấy có thêm thêm không à kiểu decimal là một số thực nhưng mà nó chỉ chứa hai số và phần phía sau nó chứa bao nhiêu số thực phần phía sau thì chúng ta tự quyết định. Thì ví dụ decimal ví dụ tương như ở đây có thể có thể có một giá len đúng không, là số ký tự là số đằng trước dấu chấm, số đằng trước dấu chấm thì nếu mà tôi để 11 nó chứa được 11 số đằng trước dấu chấm tức là ít nhất 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1.999.999. Thì tất nhiên là nó có cả range âm, chỉ là range dương. Thì tiếp theo là cái phần này, decimal này, là quy định là bao nhiêu số đằng sau dấu chấm. Khi mà lấy dữ liệu ra thì nó sẽ nếu có mạnh để là 1.000 ở đây. Và decimal là 12 ở đây, thì là nó sẽ lấy ra là 1.000.00 như này. Nhưng nếu các bạn lưu trú ở đây 11.597.45 thì hẳn nó lấy ra hai số này là 1.000.59. Nó không chỉ lưu trú được hai số đằng sau thôi, không lưu trú được nhiều hơn. Nếu chúng ta quy định ở trong kia là 2, nếu chúng ta quy định là 10, lưu trú hết. Được chưa? Đấy là số, đấy là cái decimal. Do đó người ta hay dùng decimal để lưu trú tiền dạng là Âu Mỹ. Thì là ở Âu Mỹ, ví dụ đô la tính đơn vị nhỏ nhất của nó sen. Thì cái sen này cứ 100 sen thì nó bằng 1 đô. Được chưa? Đơn vị nhỏ nhất của nó sen, không phải là đô. Đấy là decimal. Double thì là kiểu dạng lưu trữ dạng số thực,
nhưng mà không có giới hạn số đằng sau. Nó rơi vào tầm 10 mấy số, nhớ không nhầm là thế. Float cũng giống vậy, nhưng mà float có cái lượng, có nghĩa là giới hạn lưu trữ nó ít hơn so với double. Geometry và mail geometry, column cái gì đấy tôi không nhớ, cái này không dùng bao giờ. In hoặc là integer, cái này là số nguyên. Dạ. Đây nó chứa được khoảng 4 triệu số. Long text hay là short text hay là mini tiny text thì nó chỉ là cái lượng ký tự nó chứa được nhiều hay ít hơn thôi. Đó cũng là text cả. Chết mẹ. Tiếp theo. Time. Đây chúng ta có date đúng không? Date là năm tháng ngày. Thì bây giờ có time, time là nó chứa cái đoạn đằng sau là chỉ chứa HES thôi, là giờ, phút, giây. Thế thôi. Vacha là chứa được text, chấp nhận cả dấu. Được chưa? Và cái vacha này nó sẽ chấp nhận, nó sẽ chúng ta khi mà tạo ra chúng ta phải quy định độ dài cho cái dữ liệu chứa ở trong. Thì nếu mà vượt quá độ dài thì nó không nhận. Được chưa? Đấy là vacha. Thế vậy thì tại sao chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có cái thắc mắc, đó là tại sao không viết hết bằng text? Đằng nào cũng chứa ký tự, tại sao không viết bằng text? Đúng không? Đằng nào cũng chứa số, tại sao không dùng hẳn là long text, là long big in đi? Đúng không? Tại sao lại chỉ là in và vacha? Sao lại như thế? Cái này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề, đó là cái cơ sở dữ liệu để khi tạo ra, thì kể cả khi các bạn thêm một cái cột vào thì nó sẽ, máy tính nó sẽ tự hiểu và nó sẽ tự phân dung lượng bộ nhớ cho từng cột một. Được chưa? Ví dụ cái túi của các bạn chỉ để, hoặc cái ví dụ như cái, ví dụ như cái ví, đấy, ví dụ như cái ví này, đúng không? Ví nam chẳng hạn, đúng không? Thì tất nhiên là ví nào cũng chứa tiền, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn làm ví nam to như ví nữ, dài như ví nữ, thì làm sao nó sẽ tốn gì? Diện tích, đúng nhỉ? Thì ở đây cũng thế, người ta sẽ là cố gắng tạo ra những cái S và những cái kiểu dữ liệu là tối ưu nhất để phân chia cái tài nguyên của server ít nhất và phù hợp nhất cho cái cột đấy, để cho nó tối ưu cái dung lượng bộ nhớ của máy tính hay server. Được chưa? Cái đấy nó còn liên quan đến cái việc là tăng cái tốc độ truy vấn. Nếu các bạn dữ liệu, các bạn kể cả các bạn tìm ở trong ví của nam, bao giờ tìm đồ cũng nhanh hơn so với ví nữ, đúng không? Bởi vì người ta nhét vào đấy tùm lum tạp nham các thứ, thề với các bạn tôi không bao giờ tìm được cái gì ở trong ví bọn tôi luôn. Thật. Nhiều mà, nhiều đồ lắm. Các bà nào là son phấn, nào là tiền, nào là hóa đơn, đủ các thứ. Rồi vốt chơ cái gì đấy không biết được. Nhiều lắm, không tìm được. Được chưa? Đấy là kiểu dữ liệu ở trong này, thì chúng ta tùy vào cái cột của chúng ta sẽ lưu trữ cái kiểu dữ liệu gì. Chúng ta xét cho nó cái loại dữ liệu đấy cho nó phù hợp. Được chưa? Đấy là về kiểu dữ liệu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cái việc là làm sao để nhét được dữ liệu vào trong bảng. Nhét bằng tool thì dễ lắm. Để nhét bằng tool thì cộng một cái. Thấy không? Title, ví dụ như dế men phiêu lưu ký. Men phiêu lưu ký. Danh mục là chuyện thiếu nhi. Short description là các bạn cứ copy một cái text bừa phứa nào đấy vào trong này. Price là 10 đô.99, ví dụ thế. Author là Tô Hoài. Publish year cũng chẳng biết bao nhiêu, 1988 chẳng hạn, ví dụ thế. So now là phones chưa bán hết. Image thì tôi cứ copy một cái link nào đấy về, ví dụ như kiểu là tôi search cái ảnh là dế mèn phiêu lưu ký đấy, ví dụ thế. Tôi vào phần image này, tôi sẽ bấm cái này ra. Tôi copy, chuột phải là copy image address, tôi paste vào đây. Đấy, nó thành cái đường dẫn ảnh này. Page amount là ví dụ 300 đi. Đó, tôi lưu xuống. Tôi kích ra ngoài phát nó tự lưu. Các bạn thấy nó cái ID tôi không hề điền, nó tự nhảy lên số 1. Đúng không? Đấy, đấy là cái tác dụng của auto increment. Được chưa? Đấy, tạo dữ liệu, thêm dữ liệu vào trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta bằng tool thì nó dễ thế. Rất là dễ thôi. Các bạn thử thêm đi, thêm thử và xem sao.
Chết rồi, tí về Mỹ Đình gặp rồi. Hỏng cơm hỏng cháo rồi. Được chưa ạ? Thêm được chưa? Thêm được chưa? Không chưa? Xong chưa? Thế trong trường hợp chúng ta muốn tạo một câu lệnh thì làm nào? Đúng không? Chúng ta lại tạo ra câu query. À, câu query đây là insert. Insert into table name là book. Đây nó hỗ trợ này. Book thì nhẹ. Các cột, tiếp theo là các cột. Được chưa? Nếu chúng ta không có các cột này, tức là cái cột này ở đây ý nghĩa là chúng ta muốn insert cái dữ liệu vào các cột nào thì chúng ta viết vào đây. Trong trường hợp chúng ta không viết cũng được, không viết cũng được nhé, nhưng mà nó sẽ tự theo đúng cái thứ tự ở trong cái thiết kế lúc đấy chúng ta viết ra, nó lấy theo đúng thứ tự đấy. Được chưa? Thì đây tôi sẽ nhét vào các cột, ví dụ như cột là title này, cột gì nhỉ, quên bố rồi, category name, cột price. Tôi không thích ngay insert vào cột short description, tôi lấy cột price, cột author, cột publish year, cột tiếp theo là cột so now, cột tiếp theo là cột image, ví dụ vậy. Sau đó ở dưới này tôi hay tab là như này, ở dưới này tôi có cái values, sau value thì sẽ là lại đóng ở ngoài. Thì các bạn muốn điền dữ liệu gì cho cột title các bạn viết ở đầu tiên. Chà, ví dụ tôi viết cột này chuyện này là chuyện gì, các bạn thích đọc chuyện gì, thám tử lừng danh Conan, bộ chuyện này bằng tuổi tôi. Conan. Tiếp theo chuyện tranh trinh thám, price là $1 một cái thôi, $1. Author là cái gì nhỉ, Gosho Aoyama đúng không? Không phải, search cho tôi cái tên tác giả của Conan nào. Nếu như không nhớ không nhầm thì là Gosho, Gosho Aoyama. Tôi nhớ không nhầm mà phải nét vẽ, tôi đọc rất nhiều chuyện của ông này, nét vẽ giống. Published year, năm xuất bản nha. Vớ vẩn, các bạn search cái năm xuất bản tập truyện đầu tiên của Conan là năm bao nhiêu?
vớ vẩn còn nhiều tuổi hơn tôi là cái chắc. Thật đấy. Thử xem. Tôi sinh năm 91, không biết cái chuyện này ông bắt đầu phản sáng tác từ năm nào. Cả một tuổi thơ mình học hết cả đại học rồi, bây giờ thằng này vẫn chưa lên được lớp 1. Năm bao nhiêu? Năm 1994, ít tuổi hơn mình. 994, đấy. Tiếp theo là so now bằng phones. Image. Conan. Đó. Đây rồi. Đây, đến chuyện này đi. Copy image. Nhét rồi đấy. Được chưa? Đây là xong một quyển truyện. Trong trường hợp chúng ta muốn insert nhiều quyển truyện, chúng ta phẩy cái xuống dưới. Lại tương tự. Được chưa? Lại thêm một cái đóng mở ngoặc này vào nữa. Đấy, trong trường hợp chúng ta muốn insert một lần nhiều nhiều dữ liệu một phát thì có bao nhiêu cái các bạn đóng mở ngoặc truyền vào dữ liệu tương ứng với các cột, thế là xong. Tôi sẽ enter cái này xuống cho các bạn dễ nhìn. Các bạn thấy cái này nha, lưu ý một tí này, mặt lên đây, thấy một tí này, nhìn một tí này. Các bạn thấy cái hai cái phẩy phẩy ở đầu cái ký tự, phẩy phẩy cái chỗ nào màu đỏ ấy thì là phẩy phẩy, đúng không? Thì ở trong cái việc chúng ta thêm dữ liệu hay là tương tác với cơ sở dữ liệu, cái đoạn nào là chữ viết thì chúng ta phải viết nó là dấu hai phẩy này để quy định nó là string và text, được chưa? Còn cái đoạn nào là true phone là số thì chúng ta viết số thẳng là cũng được. Được chưa? Lưu ý nhá. Ngoài ra các bạn thấy date, year, public year, tôi viết là chữ. Được chưa? Date này, time này, date time này, đều phải là string hết thì mới insert vào. Được chưa? Sau đó tôi execute. Đây, execute. Affect the pro. Mở book ra, tôi reload lại. Thấy chưa? Đúng chưa? Đấy là thêm dữ liệu bằng câu lệnh thì chúng ta dùng như thế này. Dễ không? Quá dễ luôn. Được chưa? Nhớ là dữ liệu phải đúng thứ tự nha, không đúng thứ tự là tèo ấy. Và các bạn để ý này, có bao nhiêu cột ở đây, có bao nhiêu cột ở đây phải bằng đấy cột ở dưới này, được chưa? Lệch là chết. Ngoài ra nếu mà chúng ta insert cái ID, chúng ta muốn nhét cái ID vào ạ, nhưng mà ID nó tự tăng rồi đúng không, tức là chúng ta không muốn ép dữ liệu vào đây để nó tự tăng lên, thì chúng ta sẽ để dữ liệu của nó là null như này, được chưa? Thì nó sẽ tự động nó tăng lên. Hoặc là không điền, không ép dữ liệu cho cột ID thì nó cũng sẽ tự tăng lên. Được chưa? Xong chưa? Hai bạn nữ ngồi dưới xong chưa? Cái những câu lệnh là bạn nào liên quan đến dev thì bắt buộc phải biết những câu lệnh này. Ví dụ như bạn nữ là tester ấy, thì bạn không cần biết thiết phải quá quan tâm đến vấn đề insert hay update. Nhưng mà các bạn làm dev thì bắt buộc phải biết, đây là điều bắt buộc, bởi vì sau này thêm dữ liệu và sửa dữ liệu, xóa dữ liệu bắt buộc chúng ta phải làm, cho nên là không chạy đâu được. Các bạn tester thì nhiều khi người ta quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đầu ra, output. Còn các bạn là người sẽ viết cho người ta cái việc input, cho nên là các bạn bắt buộc phải biết. Xong chưa? Tiếp tục.
câu lệnh update nhá. Xong câu lệnh insert nhá. Tôi sẽ xóa đi, tôi viết câu lệnh update. Thì câu lệnh update của chúng ta sẽ là update tên bảng luôn, book. Tôi không nhớ lắm đâu. Update book. Set. Ví dụ tôi sẽ set quyển giấy màn phiêu lưu ký trở thành Tô Hoài gạch dưới giấy màn phiêu lưu ký. Được chưa? Set là title bằng Tô Hoài gạch dưới giấy màn phiêu lưu ký. Chết mẹ nhầm đây, được chưa? Tôi sửa mỗi dữ liệu của cột này thôi. Tôi không muốn sửa hết, tôi chỉ muốn sửa mỗi cái name, cái mỗi cái title thôi. Sau đó tôi where id bằng 1. Quyển sách thì có id bằng 1 mà, đúng không? Cho nên tôi sẽ set cái id bằng 1 như này. Sau đó tôi tiến hành là run. Bạn sẽ thấy affected row, đúng chưa? Thì chúng ta mở cái book ra, chúng ta reload lại. Sẽ thấy cái name nó thay đổi. Đúng chưa? Đó. Thì chúng ta muốn cập nhật thông tin gì ở trong bảng, ở thông tin gì, của thông tin cột nào của cái bảng, thì chúng ta viết cái tiêu đề của nó ra đây, viết cái tên cột ra đây gán bằng giá trị. Đúng chưa? Sau đó tôi muốn cập nhật tiếp là số 5, năm xuất bản. Đúng chưa? Thì tôi sẽ có là publish year bằng, ví dụ như 2000 ạ, hoặc là 1998 ạ. Như như này. Các bạn để ý nhá, cái cột được update cuối cùng không bao giờ có dấu phẩy ở cuối. Rất nhiều bạn sẽ bị nhầm ở cái đoạn khi mà sau này các bạn viết là các bạn sẽ thêm dấu phẩy ở đây. Cho nên tôi nhắc luôn là cái việc cú pháp của nó quy định là những cái cột update như này nó cách nhau ở dấu phẩy, nhưng mà cột cuối cùng không được phép có dấu phẩy. Được chưa? Sau đó chúng ta lại run tiếp một lần nữa thì chúng ta lại mở cái bên này ra. Sẽ thấy là cái này này, publish year sẽ thay đổi. Đây là 1988 nhá. Đây là nhìn này, 1988 này. Rồi tôi reload lại, sau khi tôi cập nhật xong nó sẽ thành 1998. Được chưa? Đấy, các bạn muốn cập nhật cột nào thì các bạn viết tên cột và viết giá trị mới của nó ra đây là xong. Được chưa? Các bạn tạo cho tôi một câu lệnh nữa để update cái chuyện thám tử lừng danh Conan sang thành Conan không? Được chưa? Không nhá. Còn nếu mà muốn xóa dữ liệu, ở trong này chúng ta xóa, nếu mà dùng tool dễ lắm. Nè, nhìn xóa này. Chọn một cột, chuột phải vào, delete row. Đâu nhỉ? Delete record này. Đây là bài. Tôi viết bậy thêm một cái vào đây nhá. Để tôi thử insert text ở trong này để các bạn xem nó có được không nhá. Thấy không? Báo lỗi luôn. Thấy chưa? Unknown column in field list. Lỗi luôn. Ngay lập tức. Đừng kêu là chạy được. Hết chưa tặng. Để paste ở màn này. Gì á? Gì nữa? Ở đây nữa. Thấy chưa? Tôi xóa thử bằng cái này. Thì bấm vào đây để xóa. Trong trường hợp nếu tôi muốn xóa cái bằng lệnh thì tôi delete from book where id bằng 3.
run. Xong. Ở đây các bạn reload lại. Ủa. Reload. Xong chạy ta. Delete from book book SC. Book SC nhá. Đây affected row 1. Chúng ta reload lại, bay luôn. Đây là câu lệnh xóa. Được chưa? Xong chưa? Đấy là thêm, sửa, xóa, tạo table, tạo database. Thì chúng ta làm thế. Trong trường hợp chúng ta muốn thay đổi lại cấu trúc của bảng, ví dụ đổi tên một cột thôi cũng được. Ví dụ tôi vào cái bảng book này, tôi muốn đổi tên cột category name thành, tôi đổi thành đơn giản thành kết, thành dưới name thôi cho nó ngắn. Tôi sẽ làm nào, các bạn đấy bấm đây này vào design table, các bạn thấy cái kết name này, thấy không? Kích vào đấy, sửa, sau đó các bạn lưu xuống, xong kết gạch dưới name, lưu xuống, sau đó ra ngoài book này các bạn reload lại. Ủa, đâu rồi, xóa mẹ hết dữ liệu rồi. Đây các bạn thấy nó là kết name này, thấy không? Đấy, trong trường hợp chúng ta muốn thêm cột hoặc là sửa dữ liệu cột, hay là chúng ta muốn thay đổi tên một cột nào đấy, xóa một cột nào đấy, thì chúng ta sẽ vào trong này, vào trong cái phần chuột phải vào bảng, chúng ta muốn sửa, chúng ta chọn design table, sau đó kích vào đây, muốn sửa thì kích vào đây, muốn xóa thì chúng ta nhìn cái nút xóa đây không, bôi đen, xong rồi chúng ta xóa vào đây. Thế nhưng muốn insert một cột nào đấy vào, chúng ta bấm vào đây, đúng không? Muốn insert một cột đến cuối, chúng ta bấm đây, đó, đồn xếp. Đấy là trong trường hợp chúng ta muốn sửa cái cấu trúc ở trong bảng thì chúng ta làm như thế. Được chưa? Thì nãy giờ chúng ta học là cài đặt này, sử dụng Navicat này để kết nối đến database này, tạo database này, tạo bảng này, thêm dữ liệu này, kiểu dữ liệu này, sửa dữ liệu này, xóa dữ liệu này. Rất nhiều câu lệnh rồi. Có bạn nào thắc mắc gì không? Cứ trao đổi đi, các bạn muốn hiểu thêm cái gì thì các bạn cứ trao đổi thoải mái, các bạn không biết cái gì các bạn cứ hỏi. Tôi sẽ giải thích. Chứ không thì học nó sẽ rất là buồn ngủ. Thật mà. Đó là về những cái thứ chúng ta đã học. Thì bây giờ các bạn ngồi tự tạo ra cho tôi một bảng. Tự tạo ra một bảng nhé. Bảng đấy mô tả lại cái máy tính của các bạn. Máy tính trước mặt các bạn. Tạo ra. Sau đó thêm cho tôi 5 dữ liệu vào trong cái bảng đó. Được chưa? Thử đi, làm đi. Tôi dạy tôi chẳng có slide đâu. Tôi chỉ có dạy những cái gì mà tôi thấy cần thiết cho các bạn thôi. Có bài tập thì tôi nghĩ ra. Chẳng có cái gì gọi là cố định.
tạo bằng câu lệnh nhá, không phải tạo bằng tool đâu. Viết câu lệnh SQL ra. Gì gì đấy?
cũng sắp nghỉ rồi mà. À, mấy phút nữa là nghỉ. Xong chưa? Auto increment. Tôi viết rồi còn gì? Đâu nhỉ? À, create table đúng không? Ví dụ như xxx chẳng hạn. Đóng bằng ngoặc như này. Rồi cột là cột ID chẳng hạn đúng không? Int primary key cách auto gạch dưới increment. Tự nó tăng lên. Được chưa? Bây giờ các bạn làm bài này nhá. Sau đó cứ nắm dần đi. Sau này đến có khi là phải đến cuối. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái cấu trúc cơ sở dữ liệu cho từng cái dự án một. Các bạn cần phải làm như thế nào. Còn rồi sau chúng ta sẽ làm việc là select. Chỉ select không là hết buổi rồi. Bởi vì lấy ra nó liên quan đến rất là nhiều thứ khác nhau. Phép toán, group, having, phép join. Chỉ có một buổi chỉ tập trung vào học select và buổi cuối tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về cái tạo cơ sở dữ liệu chuẩn hóa được chưa? Vậy giờ hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi. Buổi sau nếu được thì các bạn đến sớm hơn một chút nhá. Thực ra các bạn đến sớm rồi nhưng mà do tôi phải chờ các bạn khác cho nên là nó mới bị chậm thế. Chẳng ai muốn đến chậm như này cả.